Chào bà con, hôm nay mình sẽ quay cái clip cho bà con về cái mô hình rong muồng cho trụ sống. Thì ở đây đám tiêu hoàn toàn trồng vào trụ sống cây muồng hết. Đám tiêu này mới có 1 năm rưỡi, rất là tốt, bà con nhìn xem đó. Thì qua đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật rong muồng đó. Đó bà con xem, đúng 1 năm rưỡi tuổi, rất là tốt. Hoàn toàn trụ sống mình muồng hết. Này rất là đẹp mà, con nhìn đi. Thì qua clip này thì bà con xem cái cách rong muồng như thế nào, rong như thế nào hiệu quả để cho cái cây muồng nó không bị chết rồi bị sâu. Rồi bên đây là đám chanh dây cũng của nhà luôn. Rồi mời bà con xem. We'll be right back.
Thank you.